đây là một cái hàng tuyệt vọng nhiều người lái xe xếp hàng dài ở trên cái đường ở bên Dallas, Texas họ xếp hàng đợi để kiếm đồ ăn ở đây giống như chúng ta nhìn thấy mấy năm trước vậy thật sự ra hiện tại ngay bây giờ nó còn tồi tệ hơn là mấy năm trước nữa. Trong lúc này còn đông người hơn hồi lúc mà đại dịch xảy ra tới đây xếp hàng nữa. Đây là bà xếp coi ở Food Bank Kho lương thực Dallas. Ở đây rất là đông người tới xếp hàng để lấy đồ ăn. Có nhiều người họ nói cho biết là họ không có thể nào có đủ tiền để đi chợ mua đồ ăn. Theo bà này nói, đây là chỉ có những cái đồ chúng tôi cần là bình thường thôi, giống như sữa, bột, những cái bình thường thôi. Chúng tôi đây không có mua những cái bánh cookie hoặc là những cái khác Chúng tôi đây không có còn có tiền để mua những cái đó nữa. Hiện tại ngay bây giờ, vật giá nó đang tăng lên rất là cao. Ở đây cũng có rất là nhiều người cần những đồ ăn như vậy. Trong 6 người trên Hoa Kỳ, chỉ có một người cần tới kho lương thực như vậy. Đó là khoảng chừng 53 triệu người lúc mà trước khi đại dịch, nó chỉ có 40 triệu người thôi. Những người xếp hàng ở đây xếp hàng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi mà chỗ này mở. Ngày hôm nay, số người xếp hàng ở đây, đồ ăn chỉ có được 400 người thôi, nhưng mà có lẽ là nhiều người xếp hàng thêm nữa. bà Judy trong cái trường hợp là số tiền bà lãnh mỗi tháng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Về ở chỗ này có kho lương thực như vậy để giúp đỡ. Đây là một cái mà giúp đỡ bà rất là nhiều. Giống như những cái gì mà cần thiết đồ ăn, giống như những cái đồ khô rồi cả luôn những cái lon đồ hộp À, giống như bà nói, bà rất là thích ăn green bean, những cái đậu màu xanh, à, cả luôn trái cây mà trong mấy cái hộp đó. Ở đây thì có gì thì họ cho cái đó. Và hiện tại những cái chỗ food ban kho lương thực như vậy, nó cũng không có nhiều nữa. Người ta donation cho những cái đồ thì không có bao nhiêu nữa. Sure no chúng tôi ở đây có một con số mỗi ngày thì bao nhiêu bao nhiêu vậy đó. Tại vì chúng tôi đây không có muốn cho cộng đồng ở đây có người bị đói. It... Đây là những cái cách hiện tại ngay bây giờ làm vậy thôi. đây cũng có nghĩa là đối với bà này và chồng của bà tới đây lấy đồ ăn cũng ok không sao bà ta nói chúng tôi lại đây lấy đồ ăn thì nó đỡ xuống một đồng nào đó để mà khỏi có cần đi chợ mua đồ ăn để tiền đó để trả cho những cái khác đây là cái nạn đói đại dịch xảy ra thì càng nhiều người đói thêm nữa và bây giờ thấy đại dịch nó cũng giảm bớt xuống rồi nhưng mà nạn đói vẫn còn tiếp tục